Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 3 trong phần Kanji N3 nhé. Bài 3 có chủ đề là Shigoto, công việc. Bây giờ các bạn sẽ quan sát các chữ Hán có trên màn hình từ chữ 3 từ số 33 đến 48. 33 là chữ giác trong từ tự giác hoặc là cảm giác. 34 là chữ vong có nghĩa là quên trong từ vong ân, bội nghĩa đấy. 35 là chữ quyết trong từ quyết định, quyết tâm. 36 là chữ định trong từ quyết định, quy định. 37 là chữ tỷ trong từ tỷ lệ, nghĩa là so sánh. 38 là chữ thụ, có nghĩa là nhận. 39 là chữ thụ, có nghĩa là cho. Lại rất là buồn cười đúng không? 40 là chữ đồ trong từ đồ đệ, sinh đồ, học trò, giáo đồ. 41 là chữ luyện trong từ luyện tập. 42 là chữ phục trong từ hồi phục. 43 là chữ biểu trong từ phát biểu. 44 là chữ tốt trong từ tốt nghiệp. 45 là chữ vi, có nghĩa là khác, vi phạm. 46 là chữ dịch, có nghĩa là vai trò, nhiệm vụ. 47 là chữ dai. 48 là chữ bỉ, có nghĩa là anh ấy, cô ấy. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng chữ nhé. Chữ đầu tiên chúng ta có đây là chữ giác. Chữ giác, à, những cái chữ trong trong bài này này, nó gồm những cái phần mà nó không phải là bộ thủ, cho do vậy là rất là ít cái phần cách nhớ ở đây. Bởi vì là nếu mà nhớ không do bộ thủ như vậy thì cái việc viết nó rất là khiên cưỡng, do vậy là mình không viết cái cách nhớ. Ví dụ đây này, cái đây nó chả là cái bộ thủ gì hết đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ không viết cái cách nhớ của những cái chữ này ra đâu nhá. Mọi người cố gắng là tự viết nhiều lần hoặc là xem nhiều lần, hoặc các bạn tự tạo câu chuyện cho các bạn thôi, chứ còn những cái này thì mình sẽ không viết ra. Những cái nào mà có câu chuyện mình thấy thú vị hay là dễ nhớ thì mình sẽ viết, chứ còn những cái mà đây nó không ra một cái bộ thủ gì cả thì mình sẽ không ghi. Cái chữ giác này có âm kun là obo, sa hay là ra. Ví dụ oboeru có nghĩa là nhớ, mezamashi doke là đồng hồ báo thức, me ga sameru là mục giác, là tỉnh giấc. Âm ôn đọc là kaku, ví dụ trong từ kankaku là cảm giác này, mikaku là vị giác, jikaku là tự giác, shikaku là thị giác. Tóm lại là khứu giác, xúc giác, các thứ là tất cả là đều ghép với chữ giác này hết. Thì chúng ta có cái chữ oboeru ấy, nó được dùng với nghĩa ghi nhớ về mặt nội dung, do vậy không dùng với nghĩa nhớ về mặt tình cảm. Do vậy mình sẽ không nói là hahao oboeru, mình nói là nhớ mẹ thì mình không có dùng cái hahao oboeru này. Trong tiếng Nhật ấy, để thể hiện sự nhớ nhung như vậy thì có một số cách nói khác. Ví dụ như là người ta dùng cái từ aitai là muốn gặp đúng không, nhớ và muốn gặp ngay lập tức. Ví dụ như là ima haha ni aitai, bây giờ tôi đang rất là nhớ mẹ, rất là muốn gặp mẹ. Cách thứ hai là người ta dùng cái từ natsukashi. Natsukashi người ta dùng chữ Hán, chữ hoài, trong từ hoài cổ, hoài niệm. Nó nghĩa là nhớ lại một cách xao xuyến những gì đem lại kỷ niệm cho mình. Ví dụ như là kodomo jidai ga natsukashi là nhớ thời bé đúng không nhỉ? Nhớ một cách day dứt, da diết. Tiếp theo là từ omodasu là nhớ, hồi tưởng lại quá khứ. Ví dụ như là gakusei jidai o omodasu là nhớ hồi sinh viên. Đấy là cái cách dùng của chữ giác nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ vong. Chữ vong ghép bởi phần trên là chữ vong có nghĩa là chết, đúng nhỉ? Đây này, chết này. Phần dưới là gì đấy? Phần dưới là chữ tâm, là trái tim, đúng không? Vậy thì chúng ta có trái tim đã chết, đúng nhỉ? Thì nó sẽ quên hết mọi thứ. Chỉ có khi chết thì trái tim mới có thể quên hết mọi thứ, đúng không? Đấy là cách nhớ của chữ này nhá. Âm kun yomi của chữ vong là wasu trong từ wasureru, có nghĩa là quên. Wasuremono là chữ vong và chữ vật, có nghĩa là vật bị bỏ quên. Wasurepoi là gì nhỉ? Là chóng quên, nhanh quên. Ví dụ anata wa wasurepoi là cậu là cái đứa dễ quên, hay quên, đúng không nhỉ? Âm onyomi của chữ này là vong trong từ gì nhỉ? Bonenkai, đúng không? Đọc là bo, có nghĩa là bữa tiệc cuối năm. Về phần kanji tương tự, các bạn có phần trên đây là chữ vong trong từ tử vong, nghĩa là chết, đúng không nhỉ? Đọc là gì nhỉ? Đọc là nakunaru, đúng không? Cái chữ vong nhé, nó sẽ đọc là nakunaru, có nghĩa là chết của người, đúng nhỉ? Hoặc là động vật này. Ghép âm đọc là gì nhỉ? Đọc là bo, cũng đọc là bo luôn, trong từ shibo, tử vong. Tiếp theo các bạn có cái chữ dưới ấy, nó ghép bởi bộ tâm là trái tim với lại chữ vong này thì tạo ra chữ mang, trong từ bận rộn, đúng nhỉ? Isogashi này. Đấy, nghĩa là bận nhá. Hay là trong từ đa mang, tabo, cũng là bận, rất bận. Và tiếp theo là chữ gì nhỉ? Chữ vọng, đúng không?
chữ vọng ở trên là chữ vong, dưới là chữ tử, dưới là bộ chữ nữ. Thì vọng này ở trong kanji N1 đọc là mô, ví dụ mô sô, chữ vọng tưởng có nghĩa là ảo tưởng. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ quyết. Chữ quyết ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bởi phần bên trái là bộ thủy, là nước. Phần bên phải thì thực ra thì nó cũng không hẳn là cái bộ gì, nó gần giống cái chữ ương trong từ trung ương, ví dụ chư ô này đấy, các bạn thấy gần giống đúng không? Thế nhưng mà nó bị khuyết mất một đoạn, do vậy là đây nó khuyết mất một cái nét này, cho nên là tốt nhất là thôi các bạn có thể dùng cái cách riêng của các bạn để các bạn nhớ nhá. Cái chữ quyết này có âm cư là ki trong từ kimeru, có nghĩa là quyết định. Kimaru là tự động từ, là được quyết định. Âm ôn đọc là ketsu, ví dụ trong từ keshite, nó đi với thể nai, thường đi với thể nai có nghĩa là quyết không, đúng nhỉ? Ví dụ như là keshite wasurenai là quyết không quên. Một số từ khác thì chữ quyết này tạo ra những từ vựng rất là giống trong tiếng Việt, ví dụ kete là quyết định, keshin là quyết tâm, kaiketsu là giải quyết, kesho là quyết thắng, hanketsu là phán quyết, ketsudan là quyết đoán. Về phần thông tin bổ sung ấy, thì ngoài các từ vựng nói trên, những từ vựng bên này này, thì chữ quyết này ấy, nó còn có một số dạng khác đáng lưu ý. Ví dụ cái ngữ pháp ni kimateru, đúng nhỉ, nó mang nghĩa là chắc chắn, dựa trên phán đoán chủ quan, dựa trên trực giác cá nhân. Đấy. Chữ quyết này có thể dịch là nhất quyết phải là cái đoạn đằng trước, thế nhưng mà nó chỉ là cái dựa trên cảm giác cá nhân thôi nhá. Ví dụ như là kona hadena kinoko doku ga ru ni kimateru, có nghĩa là cái nấm, đúng nhỉ, kinoko là nấm, hade là loè loè sặc sỡ, cái nấm mà sặc sỡ như này thì chắc chắn là có độc rồi. Đấy, mình nói một cách hoàn toàn cá nhân đúng không, chưa chắc là nó đã là chính xác là như vậy, thế nhưng mà mình thấy mình có một cái cảm giác như vậy, mình nói ra sẽ dùng cái ngữ pháp nikimateru này, nó đi với thể thông thường. Cái này các bạn sẽ được học ở ngữ pháp N2 nhé. Hoặc là phó từ kimate, nó mang nghĩa là y như rằng, ví dụ như là asa hareru to kimate yoru ni natte oame ga furu, có nghĩa là sáng nắng ấy thì y như rằng là đêm sẽ mưa to. Đấy, luôn luôn là như vậy. Tiếp theo chúng ta có chữ định. Chữ định ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ? Trên là bộ miên, là mái nhà. Dưới là bộ gì đấy? Dưới là bộ bộ sơ, có nghĩa là đủ, đúng không nhỉ? Đấy. Chữ định này thì có âm cư là sada trong từ sadameru, có nghĩa là quyết định. Nó giống như là cái chữ quyết đấy nhá, kimeru nhá. Âm onyomi đó là t hoặc là jo, ví dụ trong từ yote dự định này. TQB là định hưu nhật, nghĩa là ngày nghỉ thường kỳ. Kete quyết định, kote khẳng định, hite suru là phủ định này. Trong chữ khám, chữ định không đọc là kante mà đọc là kanjo. Kanjo là thanh toán, tekikan là định kỳ khoán, là vé tháng. Về phần thông tin bổ sung ấy, thì lưu ý có cái trường hợp rất là thú vị này, đấy là khi chữ quy ghép với chữ định thì chúng ta đọc là kite, nó mang nghĩa là quy định, luật lệ, nội quy, gần giống như tiếng Việt. Thế nhưng khi đảo ngược lại là chữ định ghép với chữ quy thì nó không đọc là teki nữa, đúng nhỉ, mà cả hai cái đều biến đổi đổi thành yogi. Yogi là cái thước kẻ nhá. Đấy, đấy là cái rất là thú vị về cái chữ định này, chúng ta lưu ý. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ tỷ. Chữ tỷ ghép bởi phần bên trái là bộ chủy, đây đây là bộ chủy này, phần bên phải cũng là bộ chủy. Bộ chủy có nghĩa là cái thìa đấy, cái thìa thì có thể đây là cách nhớ của nó là mình đặt hai cái thìa cạnh nhau đúng không, cái thìa một này, cái thìa hai này, để mình so sánh, đúng nhỉ. Chữ tỷ này ấy, có âm cư là kura trong từ kuraberu, có nghĩa là so sánh. Nó cũng tạo ra ngữ pháp ni kurabete, có nghĩa là so sánh với cái nọ với cái kia đấy, đúng nhỉ. Ví dụ như là Nihonjin nhá, so sánh với người Nhật. À thôi, không, tốt nhất là không nên so sánh mấy cái người nữa. Ví dụ Nihon đúng nhỉ, Nihonjinko ni kurabete, có nghĩa là so với dân số Nhật Bản ấy, thì Betonamu人口が少ない。Câu này có nghĩa là so sánh với dân số của Nhật Bản ấy, thì dân số của Việt Nam ít hơn. Đấy, nó là cách nói nghe nó trang trọng và lịch sự hơn là cái gì nhỉ? Hơn cái yori mà chúng ta học ở trong N5 nhá. Âm onyomi đọc là hi, ví dụ trong từ
Hikaku là tỉ giác, có nghĩa là sự so sánh. Hikaku teki là tỉ giác đích, nghĩa là mang tính so sánh. Hide là chữ tỉ và chữ lệ, có nghĩa là tỷ lệ. Taihi là chữ đối với chữ tỉ, nghĩa là tương phản. Về phần kanji tương tự, chúng ta có chữ đây là chữ bắc, đúng không nhỉ? Nó đảo cái này, đây cái chữ này mà đối xứng sang một cái thì quay ngược lại hoàn toàn ra chữ bắc, đúng không? Bắc đọc là gì nhỉ? Đọc là kita. Kita có nghĩa là hướng bắc. Hay là trong từ gì đây? Trong từ đông bắc ấy, Tohoku đúng không? Tohoku đọc là Tohoku đúng không nhỉ? Đây, viết lên đây cho không bị loạn. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hóa. Chữ hóa trong từ gì nhỉ? Trong từ Obake đúng không? Obake là con ma. Đấy, Obake nhá, đọc là ba trong trường hợp này. Hay là hóa học này, Kangaku, môn hóa học của chúng ta. Hay là gì? Và trong đặc biệt trong từ trang điểm mới đọc là ke gì nhỉ? Kesho. Đấy. Đây là chữ thất, có nghĩa là mắng, shikaru. Shikaru nó ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ khẩu là cái miệng với lại cái bộ chỉ là cái thìa. Tiếp theo các bạn có đây là chữ thụ. Chữ thụ này ghép bởi bộ gì? Bộ này là bộ chảo đúng không nhỉ? Bộ chảo này là móng tay. Đây là bộ bộ gì nhỉ? Đây là bộ mịch. Bộ mịch là chùm lấy và đây là bộ hựu đúng nhỉ? Làm lại một lần nữa hoặc là cái tay nhón. Thì cái chữ thụ này ấy, có âm kunyomi là ư với trong từ ukeru nghĩa là nhận. Uketsuke có thể viết dưới dạng hai kanji kề nhau hoặc là chèn thêm cái đuôi okirigana là ke như này, đúng nhỉ? Uketsuke nhá. Nghĩa là tiếp tân, quầy tiếp tân. Ukaru, ukeru là nhận, còn ukaru là đỗ vượt qua. Ví dụ như là shiken ni ukaru là vượt qua kỳ thi, đỗ kỳ thi. Ukemike là chữ thụ, chữ thân và chữ hình là một thể rất là quan trọng ở trong tiếng Nhật đấy, đúng nhỉ? Đấy là thể bị động. Uketoru là nhận lấy, chữ thụ và chữ thủ. Âm ghép đọc là dư, không có trường âm. Ví dụ trong từ dư kèn là thụ nghiệm, là dự thi, nó bằng cái từ shikeo ukeru. Dư shin là thụ tín, có nghĩa là sự thu tín hiệu, tiếp nhận tín hiệu. Về phần kanji tương tự thì chữ thụ này có cái chữ gần giống đấy là chữ ái, đúng không? Các bạn thấy này, nó chèn thêm cái bộ tâm vào giữa đây, đúng nhỉ? Và dưới này không phải là bộ này mà không phải là bộ hữu mà là bộ truy, đúng không? Thì là chữ ái cũng na ná nhau nhá. Ái này đọc là ai suru đúng nhỉ? Âm kun là hito, hitoshi. Xin lỗi, Itoshi chứ. Itoshi. Đáng ngưỡng mộ, đáng yêu. Ghép âm đầu là ai, ví dụ như từ gì nhỉ? Idol. Chữ ái và chữ tình đúng không nhỉ? Là tình yêu thương. Đây là chữ thụ. Cái chữ thụ này nghĩa là cho, nó khác hoàn toàn nhé. Một thụ là nhận, một thụ là cho, thì ở dưới chúng ta sẽ học. Đây, chữ này là ghép bởi bộ thủ là cái tay và chữ thụ là nhận. Vậy thì chúng ta có thể nhớ chữ này là tay đúng nhỉ? Chữ tay, tay này này chuyên hưởng thụ những gì được người ta ban cho. Thụ này lại là cho nhá. Đấy. Tay này chuyên được hưởng thụ những gì người ta ban cho. Âm cơn của chữ này là sazu, trong từ sazukeru có nghĩa là ban cho, tặng cho. Tha động từ, tự động từ là sazukaru có nghĩa là được ban cho, được tặng. Âm onyomi là dư. Ví dụ dư nhiều là thụ nghiệp, nghĩa là giờ học, cái này các bạn quá quen rồi đúng không nhỉ? Ghép thêm chữ liệu vào đúng không? Đọc là dư nhiều điều là thụ nghiệp liệu, nghĩa là tiền học phí. Kyoju là giáo thụ, nghĩa là giảng viên, giáo sư. Juju là hai chữ thụ đặt cạnh nhau thì nghĩa là sự cho và nhận. Về kanji tương tự thì chúng ta thấy cái chữ này rất là giống chữ viện đúng không? Chữ viện này các bạn thấy này, phần trên giống nhau nhá, xong là cùng cái nét này hất này, đây khác nhau mỗi cái đoạn ở dưới dưới này. Chữ viện này trong từ gì nhỉ? Cứu viện. Cứu viện QN này. Rồi thì gì nhỉ? Chi viện CN. Thì viện trợ Angel. Đấy. Rồi thì ứng viện ON đúng nhỉ? Đấy, đấy là những cái từ liên quan đến chữ viện hay dùng, chúng ta lưu ý. Tiếp theo đây là chữ đồ. Chữ đồ này ghép bởi bộ gì đây? Bộ 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 sách đúng không? Và đây là gì nhỉ? Đây là chữ tẩu chạy này. Đấy. Thì chữ đồ này không có âm cương thường dụng mà chỉ có âm ôn là tô không trường âm. Ví dụ trong từ xê tô là chữ sinh và chữ đồ, nghĩa là sinh đồ là học trò. Tô hô đệ là gì nhỉ? Tô hô là chữ đồ và chữ bộ, nghĩa là đi bộ ấy, đi theo hình thức đi bộ bằng arite. Isra mự Kyoto là giáo đồ Hồi giáo.
đây có chữ giáo, chữ đồ nghĩa là giáo đồ nhá, tín đồ Hồi giáo đấy, hay là Kiristo Kyoto là giáo đồ Thiên Chúa. Về phần kanji tương tự thì chúng ta thấy chữ đồ và chữ tòng đúng nhỉ, chữ tòng ở phần N2 thì rất là giống nhau, đây cái phần dưới cũng giống nhau này, phần trên thì nó khác nhau ở cái trên này là chữ tòng như thế này và chữ đồ như thế này, nó khác nhau cái phần trên đúng không, nét gạch ngang giống nhá, nét gạch ngang cũng có này, vậy thì cái này là nó có hai cái này và cái này trên đây là gần như là chữ thập, nó khác nhau điểm đấy thôi. Chữ tòng này âm khương là sitagaru, có nghĩa là theo, sitagaru đấy, hay là gì nhỉ, hay là tòng gì nhỉ, juji, tòng sự, công việc phải làm, công việc phải theo ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ luyện, chữ luyện ghép bởi phần bên trái là bộ mịch, là sợi chỉ, đây cái phần này là bộ mịch này là sợi chỉ này, phần bên phải là chữ đông, chữ đông thì chúng ta nhớ chữ luyện này bằng cách đấy là luyện tập, toàn bộ chữ luyện này là luyện tập nhá, luyện tập dùng chỉ đúng nhỉ, ở phương đông. Âm khương của chữ luyện là nê, trong từ nê đự có nghĩa là gọt rũa, nhào trộn đấy, gọt rũa nhào trộn. Âm onyomi là đen, ví dụ trong từ denshu là luyện tập này, khương đen là chữ Hán là huấn với luyện, nhưng mà thực ra nghĩa nó giống như là luyện tập thôi. Khương đen và denshu và toreningu là ba từ đồng nghĩa với nhau nhá, đây viết ở đây thêm cho các bạn từ toreningu, training ấy nghĩa là luyện tập. Shiren là chữ thí, chữ luyện có nghĩa là thử thách. Senden là tẩy luyện, là sự trau chuốt, gọt rũa. Miren là vị luyện, là sự tiếc nuối, lưu luyến. Một số kanji tương tự của nó, ví dụ đây là chữ luyện trong từ luyện kim. Đúng nhỉ, luyện kim các bạn thấy nó ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ kim là kim loại đúng không? Tượng trưng cho kim loại này. Đấy. Và chữ đông này thì là luyện trong luyện kim, ví dụ trong từ Renkin chẳng hạn. Đấy. Renkin, Renkinjutsu là thuật luyện kim đấy. Đây là chữ đống, đúng nhỉ? Đống là gò đống hoặc là tòa nhà nhá, ghép bởi bộ mộc là cái cây. Đúng nhỉ? Với lại cái chữ đông này, ví dụ như là tòa nhà trong bệnh viện ấy là cái chữ đây, bioto. Bioto, tô đọc có trường âm nhá. Đây là chữ đông đúng nhỉ? Ghép bởi bộ gì? Bởi bộ băng và chữ gì nhỉ? Và chữ đông đọc là koru, là đóng băng này. Đấy. Cô đự hay là gì nhỉ? Hay là reto này. Chữ lãnh và chữ đông có nghĩa là đông lạnh. À nó còn có một âm cư nữa đấy là kogoeru. Kogoeru là kiểu như là run rẩy vì lạnh. Cóng. Kogoeru. Tiếp theo chúng ta có chữ, đây là chữ phục. Chữ phục ghép bởi phần bên trái là bộ 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 xích đúng nhỉ, phần bên phải là gì đây, phần bên phải thì rất là phức tạp lằng nhằng, đây là nhân nằm này, đây là nhật này, đây là truy, thôi những cái chữ này mọi người cố gắng là nhớ bằng cái cách hình thức là kanji tương tự ấy còn dễ nhớ hơn. Cái chữ này không có âm cư thường dụng, âm ôn của nó là hư cự, ví dụ trong từ hukushu là phục tập, là ôn bài cũ này, kai hư cự là chữ hồi và chữ phục có nghĩa là hồi phục luôn, ô hư cự là chữ vãng và chữ phục nghĩa là khứ hồi, fukyu là phục cựu, phục cựu nhé không phải phục cự, nghĩa là được phục hồi đúng nhỉ. Phục cô là phục hưng, phục cát sự là phục hoạt, là phục hồi. Ham phục cự là phản phục, nghĩa là vòng lặp sự lặp lại. Thì đây là một số kanji tương tự của nó, đây là chữ phục đúng nhỉ, phục này là phục cự là quần áo đấy, hay là phục cư sô đúng không, trang phục. Và có một cái từ mọi người rất là dễ nhầm đấy là khắc phục, khắc phục thì cứ lại tưởng là à hồi phục là chữ này, vậy thì khắc phục cũng phải là chữ này, thế nhưng khắc phục lại không, ví dụ này gõ cái từ cố cư phục cự là khắc phục nhá. Đấy, nó lại là phục quần áo, các bạn lưu ý không phải là chữ phục này đâu. Phức tạp đúng nhỉ? Đây là chữ phức trong từ phức tạp, đó là fukuzatsu. Fukuzatsu. Đây, gõ cái chữ kanji ra. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ phúc, nghĩa là cái bụng. Có thể đọc là Hara, thông thường nó đọc là Hara nhé. Đấy. Thế nhưng mà có cách đọc đặc biệt là Naka, trong từ Onaka ấy. Hay là trong từ đau bụng là Hukutsu này, phúc thống này.
đọc là phư cự. Đây là chữ phúc là che đậy, đọc là ô. Thôi mấy cái chữ này khó thì chúng ta sẽ học sau, tạm thời các bạn cứ nhớ những cái chữ dễ đã. Đây là chữ lý, nghĩa là đi xỏ đúng nhỉ, ví dụ trong từ ha cự này là đi giày xỏ giày đấy, mặc quần đúng nhỉ, hay là trong từ lý lịch này đi đấy kỳ sổ là bản lý lịch. Các bạn lưu ý những cái từ thông tin tham khảo thêm này nhá, rất là quan trọng. Tiếp theo chúng ta có chữ biểu. Chữ biểu ghép bởi phần trên là bộ gì đây nhỉ, phần trên là bộ chủ, phần dưới là bộ y trong từ y phục đúng không, thì chữ biểu này có âm kunyomi là omote hoặc là arawa. Ví dụ trong từ omote có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là mặt ngoài, vẻ ngoài. Arawas là biểu lộ, biểu hiện. Âm onyomi của nó là hyo, ví dụ trong từ hyo là bảng biểu này, hapyo là phát biểu. À, tại sao lại đây là hyo mà đây là p đúng không, bởi vì đằng trước chữ phát là h, sự đằng trước mà là chữ thuộc hàng kasata, đằng sau là hàng h, thì thông thường là cái kasata đằng sau nó sẽ bị biến thành chữ nhỏ và cái chữ h thành sau thành p đúng nhỉ. Hapyo là phát biểu ấy. Hyoshi là biểu chỉ, nghĩa là giấy bọc. Daihyo đại biểu, hyogen biểu hiện, hyocho biểu tượng, hyojo biểu tình. Cái chữ này không phải là biểu tình phản đối đâu nhá, không phải là cuộc biểu tình đâu, mà biểu tình này có nghĩa là biểu cảm đúng nhỉ, biểu hiện tình cảm đấy. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta có hai từ dưới đây cùng đọc là arawasu, thế nhưng mà cách sử dụng có chỗ khác nhau. Ví dụ chữ biểu này khi đọc là arawasu nó thể hiện tình cảm, suy nghĩ ra bên ngoài hoặc biểu thị nội dung, ví dụ như là yorokobio arawasu là biểu lộ niềm vui, keio arawasu là thể hiện sự kính trọng, gakko arawasu chizukigo, kigo là ký hiệu trên bản đồ thể hiện trường học. Còn chữ hiện nhá, chữ hiện cũng đọc là arawasu thế nhưng nó nghĩa là làm những thứ bị giấu đi, những thứ ở nơi không thấy được hiện lên lộ ra, nó thể hiện là thể hiện hoặc là làm lộ ấy đúng nhỉ. Ví dụ saino arawas là thể hiện tài năng, shotai arawas là làm lộ danh tính, bản chất, chân tướng của cái gì đó. Đấy là cái sự khác nhau giữa hai chữ biểu và chữ hiện. Ngoài ra còn có một số từ nữa đọc là arawas đúng nhỉ, các bạn nếu mà dùng Word thì các bạn có thể gõ theo cái hình thức này, nó sẽ ra các gợi ý đọc là arawas này. Ví dụ nhá, đây các bạn thấy này, còn chữ chứ này có nghĩa là viết sách này, cũng đọc là arawas này. Còn nữa cơ, chữ hiển đấy, hiển cho thấy đúng không, một số cái chữ nữa cũng gần giống như vậy nhưng mà những chữ này thì ít dùng hơn. Tiếp theo chúng ta có chữ tốt. Chữ tốt này ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ, đây là bộ đầu đúng không nhỉ, dưới là hai nhân và đây là thập. Chữ tốt này trong từ tốt nghiệp, không có âm cương thường dụng, âm ôn là sốt sự trong từ sốt sư nhiều có nghĩa là tốt nghiệp. Sốt sư nhiều shiki là tốt nghiệp thức, là lễ tốt nghiệp. Sốt sư nhiều c là người vừa tốt nghiệp. Sốt sư đôn chữ Hán là tốt và luận, có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp. Thực ra nó viết tắt từ sốt sư nhiều rôn đúng nhỉ, tốt nghiệp luận văn nhá, thì đọc là sốt sư đôn có nghĩa là luận văn tốt nghiệp. Xin sốt sự là tân tốt, nghĩa là mới tốt nghiệp. Đai sốt là đại tốt, là tốt nghiệp đại học. Về phần thông tin bổ sung chúng ta có này, khác với sinh viên Việt Nam thường tìm việc sau khi ra trường thì ngay từ khi còn là sinh viên năm 3 năm 4 ấy thì các sinh viên Nhật Bản đã tham gia shushoku katsudo hay còn gọi là shukatsu là hoạt động tìm việc rồi. Và thông thường để tìm kiếm được việc thì sẽ cần phải trải qua một số vòng như là vòng hồ sơ đúng không? Lý lịch, rirekisho rồi thì bài thi viết gọi là hikishiken rồi thì bài phỏng vấn, mensetsusiken. Những vòng này có sự khác nhau nhất định thì tùy vào từng công ty nhé. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ V. Chữ V ghép bởi phần bên trái. Phần trái hay là phần trên đúng nhỉ? Bởi vì nó cũng không rõ là trái hay là trên nữa. Là cái bộ gì nhỉ? Bộ vi đúng không nhỉ? Bộ vi có nghĩa là da thuộc. Đây bộ này này. Phần dưới là bộ xước ở con đường. Cũng rất là khó để nhớ. Thôi, chúng ta nhớ theo những cái kanji tương tự thế này. Âm khương của nó là chi nga, trong từ chi nga là khác nhau. Machigairu là gì nhỉ? Machigairu là tha động từ, nghĩa là nhầm lẫn, sai lầm. Tự động từ của nó là machigai, machigau nhé, machigau là cái gì đó sai. Danh từ là machigai có nghĩa là gian vi, là lỗi sai, chỗ nhầm. Chigai là sự khác nhau, các bạn rất là dễ nhầm mấy cái động từ chigau, machigairu, machigau đúng nhỉ, thì machigai và chigai lưu ý cái ý nghĩa của nó nhé. Kanchigai là phán đoán sai, hiểu nhầm. Âm ghép đọc là y, ví dụ trong từ y hăng là vi phản, có nghĩa là vi phạm. So y là tương vi, nghĩa là sự khác nhau.
chữ Hán tương tự này, chúng ta có đây là chữ vĩ ghép bởi bộ nhân đứng với lại bộ vi. Vĩ này trong từ vĩ đại đúng nhỉ, đọc là erai. Erai. Khi được một mình đúng nhỉ, còn ghép âm đọc là idai. Ví dụ trong từ vĩ đại đọc là idai luôn đấy. Đấy, đọc là idai nhá. Đây là chữ vĩ. Xin lỗi, đây không phải là vĩ độ đâu, đây là vĩ, đây là không phải vĩ trong vĩ đại đâu, vĩ đại ở trên rồi, đây là vĩ trong vĩ độ. Đúng nhỉ? Ido. Vĩ độ đúng không? Chúng ta có kinh độ là đường nằm gì nhỉ? Kinh độ là đường nằm dọc, còn vĩ độ là đường nằm ngang đấy. Đây là Hàn, trong Hàn Quốc, đúng nhỉ? Chữ Hàn. Ví dụ trong từ căng cô cự. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ, chữ này là chữ dịch đúng nhỉ, ghép bởi bộ sách và gì nhỉ, và bộ thù là binh khí. Thì chữ này có âm cương không nhỉ? Không có âm cương thường dụng. Âm ôn là yaku hay là eki. Ví dụ trong từ yaku ni tatsu là cái từ rất là quen thuộc với các bạn, có nghĩa là có ích có lợi. Shi yaku sho là thị dịch sở, là trụ sở thành phố hay là tòa thị chính. Yaku me là chữ dịch và chữ mục, nghĩa là nhiệm vụ vai trò. Shiyaku là chủ dịch, có nghĩa là vai chính. Heiki là chữ binh và chữ dịch, có nghĩa là việc bắt đi lính nhập ngũ. Yakusha là dịch giả, có nghĩa là diễn viên. Không phải là chữ dịch trong từ phiên dịch đúng nhá. Dịch này có nghĩa là vai ấy. Đấy, người đóng vai là diễn viên này. Về kanji tương tự thì nó có chữ, đây là chữ đầu. Thay cái bộ này bằng bộ gì nhỉ? Thay bằng bộ thủ đúng không? Ví dụ trong từ nageru là ném này. Đấy. Đọc là nageru. Hay là trong từ đầu tư đọc là gì nhỉ? Toshi. Đầu tư nhá. Toshi. Đây là chữ thiết đúng không? Thiết trong thiết kế. Nó ghép bởi bộ ngôn với lại bộ thù. Mokeru. Ghép âm đọc là gì nhỉ? Ghép âm cái chữ thiết này đọc là setsu trong từ seke đúng không? Đấy. Hay từ shisetsu. Đây là chữ sát, ghép bởi bộ gì? Giống chữ mê, giống cái kéo, dưới là cái cây. Và bộ thù đúng không? Đây là korosu. Giết người. Hay là satsujin. Tiếp theo chúng ta có chữ dai. Chữ dai ghép bởi phần trên là chữ tỉ. Đây, cái chữ này là chữ tỉ, và dưới là bộ bạch, là trắng. Thì âm cương của chữ này là mina hoặc là mina. Minasan là các bạn, mina là tất cả, hết thảy, cả thảy. Âm ghép là kai nhưng mà ít dùng. Ví dụ kai kin là giai cần, là chuyên cần này. Kai moku là giai mục, là hoàn toàn. Kai mu là giai vô, là vô nghĩa. Iminai, imiganai đúng không nhỉ? Về phần thông tin bổ sung này thì chữ này mọi người lưu ý, cái chữ khi mà có chữ giai này đọc với sằng thì phải đọc là minasan chứ không phải là minasan nhá. Đọc là minasan có nghĩa là mọi người, không đọc là minasan đâu. Còn khi mang nghĩa là tất cả mọi người ấy, hoặc là tất cả thì đọc cái chữ này là mina chứ không đọc là mina. Đấy, đấy là cái lưu ý khi sử dụng cái chữ này. Chữ cuối cùng của chúng ta là chữ bỉ. Chữ bỉ ghép bởi phần bên trái là bộ xích đúng không? Bộ xích hay bộ sách ấy. Và phần bên phải là bì đúng nhỉ? Đây là bì, là da vỏ đây này, kawa đây này. Thì âm cương của nó là kare hoặc là kano trong từ kanojo. Ví dụ kare là anh ấy, bạn trai. Karera là bọn họ, họ. Kanojo là bỉ nữ, là cô ấy, bạn gái. Kareshi là bỉ thị, là bạn trai. Âm ôn đọc là hi. Ví dụ trong từ hi-ngan có nghĩa là tiết thanh minh. Về phần kanji tương tự nó có một số chữ như sau. Ví dụ đây là chữ dịch chúng ta vừa học đúng không? Cũng na ná giống này, nghĩa là vai. Đọc là yaku hay là eki tùy trường hợp. Đây là chữ bị, trong từ bị hại, bị cáo đúng không nhỉ? Đọc là hi-gai chẳng hạn. Hi-gai là chữ bị và chữ hại nghĩa là thiệt hại. Ghép bởi bộ y với lại bộ gì nhỉ? Bộ y với lại bộ bộ bì. Đây là bộ ba, đây là chữ ba là sóng, ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ thủy là nước, và bên tay phải là bộ bì là da, đọc là nami đúng không? Nami là sóng nhá. Tsunami là sóng thần đấy, hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ denpa. Denpa là chữ điện và chữ ba có nghĩa là sóng điện. Chữ bì này trên là bộ nạch đúng không? Dưới là bộ gì nhỉ? Dưới là bộ bì.
Nạch này tượng trưng cho mệt mỏi, tsukare được. Đấy. Hay là trong chữ bì hiro đúng nhỉ? Bì lao có nghĩa là mệt mỏi vì làm việc. Và đây là chữ phi ghép bởi bộ thủ là cái tay và bộ gì đây nhỉ? Và bộ bì có nghĩa là mở ra, ví dụ trong từ hiro ấy, heroin nghe như heroin đấy nhỉ. Cái chữ này là cái tiệc mà chiêu đãi sau khi làm khi đám cưới xong nhá. Đấy. Bì lộ và yến. Thì đấy là những cái kanji chúng ta học ngày hôm nay. Thì các bạn về nhà học kỹ bài tập và làm bài tập nhá. Rồi chào và tạm biệt các bạn.